số nhà nghiên cứu đã nhận định rằng sau chiến tranh và thiên tai thì tai nạn giao thông là thảm họa thứ ba gây ra cái chết và thương vong cho loài người. Vì sao họ lại khẳng định như vậy? Và chúng ta phải làm gì để khắc phục tình trạng đó? Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 14, thực hiện trật tự an toàn giao thông. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu phần đầu tiên của bài, mục la mã thông tin sự kiện. Các em cùng quan sát trên màn hình về tình hình tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam từ năm 2008 đến 2014 đã được cô cụ thể bằng một cái biểu đồ. Và qua biểu đồ này thì chúng ta có thể so sánh về số vụ tai nạn, số người bị thương, số người chết qua các năm. Đây là biểu đồ thể hiện tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019. Qua những số liệu và hình ảnh cụ thể mà chúng ta đã quan sát được, các em hãy nhận xét cho cô về tình hình tai nạn giao thông, mức độ thiệt hại về người do tai nạn gây ra. Chúng ta thấy rằng tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam giai đoạn sau đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, số vụ tai nạn và số người chết giảm. Nhưng nhìn chung, số vụ tai nạn vẫn còn nhiều, gây hậu quả nghiêm trọng, tước đi sinh mạng nhiều người, tổn hại về kinh tế và để lại nỗi đau thương mất mát cho người thân. Vậy theo các em, nguyên nhân nào dẫn đến các vụ tai nạn giao thông và nguyên nhân nào là phổ biến gây tai nạn nhiều nhất? Các em hãy quan sát một số hình ảnh sau. Đi xe ngược chiều, lạng lách, đánh võng, say xỉn khi lái xe, thiên tai lũ lụt, ổ trâu ổ gà, cái này thuộc về chất lượng đường xá. Một số loài động vật đi ra đường gây cản trở giao thông. Như vậy có rất là nhiều nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Trong đó có nguyên nhân về phương tiện giao thông, nguyên nhân về thời tiết, nguyên nhân về con người, có cả nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Nhưng mà nguyên nhân gây tai nạn nhiều nhất đó chính là ý thức của người tham gia giao thông. Có thể là chúng ta chưa hiểu hết về luật giao thông, hoặc có những người là biết luật nhưng mà vẫn phạm luật. Vậy làm thế nào để tránh được tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn khi đi đường? Chúng ta sang phần 2 la mã nội dung bài học, mục nhỏ quy định chung. Để đảm bảo an toàn khi đi đường, chúng ta phải tuân thủ theo hệ thống báo hiệu giao thông. Vậy thì hệ thống báo hiệu giao thông bao gồm những gì? Chúng ta sẽ quan sát một số hình ảnh sau. Thứ nhất, đó chính là các loại biển báo giao thông. Thứ hai, đó là tín hiệu đèn. Tín hiệu đèn rất là quen thuộc đối với chúng ta. Đèn đỏ thì cấm đi, đèn vàng đi chậm lại, và đèn xanh thì chúng ta được phép đi. Thứ ba, đó chính là hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Thứ tư, đó là cọc tiêu, rào chắn, tường bảo vệ. Như vậy, tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông chính là để đảm bảo an toàn khi đi đường cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ của bài, tìm hiểu về một số loại biển báo thông dụng. Giải mã biển báo giao thông, phần 1. Mỗi khi đi ra đường, chúng mình thấy rất nhiều biển báo giao thông như trên. Khi chưa hiểu rõ ý nghĩa của các loại biển báo, trông chúng thật lằng ngoằng, rắc rối. Nhưng khi đã hiểu mục đích của từng loại biển báo, thì chúng mình sẽ thấy chúng cần thiết vô cùng. Có tất cả 4 nhóm biển báo cơ bản mà chúng mình cần nhớ, đó là biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo hiệu lệnh và biển báo chỉ dẫn. Những biển báo có dạng hình tròn, viền đỏ, có nền màu trắng hoặc xanh. Bên trong chúng chứa hình vẽ minh họa, chữ viết chỉ đối tượng hoặc hành vi bị cấm khi tham gia giao thông. Đó là những biển báo cấm. Chúng ta có đến 39 loại biển báo cấm khác nhau, được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139. Còn đây là nhóm biển báo có số lượng ít nhất với 10 kiểu, được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 310. Chính là nhóm biển báo hiệu lệnh. Biển báo hiệu lệnh có dạng hình tròn, màu xanh dương, hình minh họa ở giữa màu trắng. Chỉ nội dung yêu cầu người tham gia giao thông phải thực hiện theo. Tuy ít nhưng chúng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu không tuân theo những loại biển báo này, tức là chúng ta đã vi phạm luật giao thông rồi đấy. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu hai nhóm biển báo còn lại trong video tiếp theo của Poki nhé. Đây là biển báo cấm. Ta thấy đặc điểm của biển báo cấm đó là hình tròn, nền màu trắng có viền màu đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm. Các em sẽ nhớ cái đặc điểm này cho cô để chúng ta có thể phân biệt với các loại biển báo khác nhé. Loại biển báo thứ hai là biển báo nguy hiểm. Đặc điểm của biển báo nguy hiểm như chúng ta nhìn thấy đó là hình tam giác đều, nền màu vàng, viền màu đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều nguy hiểm cần đề phòng. Loại biển báo thứ ba đó chính là biển hiệu lệnh. Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng nhằm báo hiệu điều cần phải thi hành. Như vậy khi mà nhìn thấy cái biển này thì chúng ta phải tuân theo, làm theo với sự chỉ dẫn. Chúng ta chuyển qua phần 3 nhỏ, một số quy định khi đi đường. Thứ nhất là đối với người đi bộ, phải đi trên hè phố, lề đường, sát bên tay phải. Nếu không có lề đường, phải đi sát mép đường. Đi đúng phần đường quy định. Khi qua đường phải tuân thủ đúng các quy định, không được trèo qua dải phân cách. Người điều khiển xe đạp không được dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, kéo đẩy xe khác, mang vác chở vật cồng kềnh, buông thả hai tay, đi xe bằng một bánh. Đây đều là những hành vi rất nguy hiểm khi tham gia giao thông, có thể gây tai nạn cho mình và gây tai nạn cho những người cùng tham gia giao thông với mình. Nên chúng ta tuyệt đối phải tuân thủ theo cái quy định khi mà đi xe đạp nha các em. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn. Trẻ em dưới 16 tuổi không được lái xe gắn máy. Đủ 16 tuổi trở lên thì được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm³. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong bài 14 thực hiện trật tự an toàn giao thông. Hy vọng qua bài học này thì sẽ giúp các em hiểu và thực hiện tốt hơn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bây giờ mời các em lấy tập ra ghi bài. Chúc các em một buổi học thật vui.